Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi trang truyền hình thành phố Bắc Cạn số tháng 9 năm 2019, phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Cạn. Trang truyền hình kỳ này có phóng sự Mỗi xã phường một sản phẩm. Nhìn từ hợp tác xã Tân Thành và phóng sự Mở lối thoát hiểm cho khu dân cư. Thưa quý vị khán giả, với mục đích khai thác thế mạnh về nông sản của địa phương, hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành thôn Tân Thành, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn được thành lập Hiện nay, sản phẩm của hợp tác xã đã bắt đang khẳng định uy tín trên thị trường, đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần triển khai chương trình mỗi xã phường một sản phẩm. Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành được thành lập từ giữa năm 2017, đến nay đã có 10 thành viên, hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực sản xuất tinh bột nghệ và chế biến nông sản sạch. Hợp tác xã thành lập trên cơ sở tổ hợp tác trồng nghệ và sản xuất tinh bột nghệ nên có nhiều thuận lợi về nguyên liệu, thị trường, tiêu thụ. Hiện sản phẩm chủ lực của hợp tác xã là sản xuất tinh bột nghệ nếp đỏ và tinh bột nghệ nếp đen. Hợp tác xã tạo việc làm thường xuyên cho 7 thành viên. Với mức lương bình quân 5 triệu đến 6 triệu đồng một người một tháng và tạo việc làm thời vụ cho hơn 20 lao động, chưa kể số lao động tham gia trồng nguyên liệu cho hợp tác xã. Mục đích thành lập hợp tác xã của chúng tôi là từ tổ hợp tác lên hợp tác xã nhằm mở rộng quy mô sản xuất, và tạo thêm công ăn việc làm cho người dân địa phương đồng thời là mở rộng thêm cái vùng nguyên liệu cây cây nghệ nếp uh, cho bà con là tăng thêm thu nhập cho bà con nông dân uh, cũng như là các thành viên của hợp tác xã và chúng chúng tôi sẽ mở rộng thị trường hơn nữa và phát triển thêm uh, ra cả nước ngoài. Hiện nay hợp tác xã Tân Thành đã xây dựng mở rộng và phát triển được vùng nguyên liệu với diện tích khoảng hơn 90 ha tại xã Xuân La, huyện Bắc Nậm, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn xã Vũ Loan và xã Kim Lư, huyện Hà Rì, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn. Hợp tác xã đã cung ứng trên 17 tấn nghệ giống cho bà con. Người dân tham gia trồng nghệ được tập huấn kỹ thuật, cam kết chăm sóc theo quy trình do hợp tác xã phổ biến, không sử dụng các loại thuốc như diệt cỏ, kích thích. Để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, hợp tác xã còn cử thành viên giám sát, đồng thời yêu cầu các hộ tham gia trồng tự giám sát chéo lẫn nhau. Trường hợp phát hiện thực hiện không đúng quy chuẩn, hợp tác xã sẽ ngừng thu mua. Hợp tác xã khuyến khích người dân tận dụng bã nghệ để lót, làm phân bón và trồng sen canh với cây ngô để giảm sức lao động và tăng thêm thu nhập. Bởi khi cây ngô được thu hoạch cũng là thời điểm cây nghệ phát triển tốt. Với giá 6.000 đồng 1 kg nghệ nếp đen và 5.000 đồng 1 kg nghệ nếp đỏ thì trung bình mỗi hecta nghệ sau 2 năm cho thu hoạch khoảng 20 tấn, đem lại thu nhập cho người dân khoảng hơn 100 triệu đồng 1 hectare. Chỉ tính riêng năm 2018, Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành đã thu mua gần 1.000 tấn củ nghệ tươi của người dân, chế biến và xuất bán khoảng hơn 30 tấn sản phẩm, đem lại doanh thu cho Hợp tác xã gần 5 tỷ đồng. Nhờ thực hiện ký bao tiêu sản phẩm với Hợp tác xã, người dân yên tâm gắn bó với cây nghệ, bởi đầu ra ổn định, giá trị kinh tế cao hơn so với nhiều cây trồng khác. Cây nghệ không chỉ giúp người dân địa phương có công việc ổn định, nâng cao thu nhập, mà còn làm chuyển dịch cơ cấu cây trồng khá hiệu quả, góp phần đưa nông thượng trở thành xã nông thôn mới. Từ khi có hợp tác xã và hợp tác xã cung cấp giống cho uh, gia đình trồng thì thu hoạch bán lại cho hợp tác xã thì từ lúc trồng nghệ là gia đình cũng có thêm khoản thu nhập khá cho gia đình. Ấy. Hợp tác xã này thành lập thì cũng đã giải quyết được rất nhiều vấn đề. Cái thứ nhất là các thành viên cho hợp tác xã thì có nguồn thu nhập tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc biệt là kinh nghệ cho bà con rất là tốt. Ngoài sản phẩm tinh bột nghệ, Hợp tác xã Tân Thành còn đầu tư sản xuất một số sản phẩm như gừng, nghệ, chuối, mắc mật, khoai lang, măng, mít. Tuy nhiên, sản phẩm chủ lực của Hợp tác xã vẫn là tinh bột nghệ nếp đen, tinh bột nghệ nếp đỏ cao cấp, viên tinh bột nghệ nếp đen, viên tinh bột nghệ nếp đỏ cao cấp, cucumin nghệ nếp đen và cucumin nghệ nếp đỏ Hiện nay, hợp tác xã Tân Thành đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong chế biến nông lâm sản. Nhờ chất lượng cao và xây dựng được uy tín, sản phẩm của đơn vị đã tiêu thụ trên toàn quốc, trong đó tiêu thụ mạnh nhất tại thị trường Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, Đắk Lắc. Ngoài ra, sản phẩm của hợp tác xã còn được một số công ty xuất khẩu nước ngoài đặt hàng. Đây là cơ hội để sản phẩm nông sản của địa phương tiếp tục vươn ra và tiếp cận được nhiều hơn các thị trường tiềm năng. Điều này cũng phù hợp với định hướng của tỉnh nhằm phát triển các sản phẩm tập trung hướng đến thị trường ngoại tỉnh và thương mại điện tử. Trong cái thời gian tới, hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành chúng tôi sẽ đầu tư mở rộng thêm quy mô nhà xưởng và sân phơi, đồng thời đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao cái chất lượng sản phẩm hơn nữa và chúng tôi tiến tới là sẽ xuất khẩu trực tiếp sang bên các nước bạn. Những thành công bước đầu đã khẳng định hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành đang khai thác hiệu quả thế mạnh địa phương, tạo thêm việc làm và thu nhập cho nhiều nông dân. Thành công của hợp tác xã Tân Thành cũng chính là thành công chương trình mỗi xã phường một sản phẩm tỉnh Bắc Cạn. Và từ đây, sản phẩm nông nghiệp của người dân Bắc Cạn sẽ ngày càng vươn xa. Thưa quý vị khán giả, sự cố cháy nổ do bịt lối thoát hiểm tại khu dân cư vẫn xảy ra tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Vì vậy, thành phố Bắc Cạn cũng đang nỗ lực thực hiện để đảm bảo kết cấu hạ tầng đô thị và công tác phòng chống cháy nổ cho nhân dân. Đây là hình ảnh tại khu dân cư tổ 8B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn. Những đường thoát hiểm của khu dân cư đang bị người dân lấn chiếm để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Phổ biến nhất là làm chỗ nuôi chó, nuôi lợn và kho để vật liệu xây dựng. Có trường hợp còn bịt kín hai đầu bằng hàng rào sắt, chiếm dụng để làm nơi buôn bán kinh doanh, làm nhà vệ sinh hành lang sử dụng riêng cho hộ gia đình mình. Cái này thì nó là cái mỗi gia đình thì một tí thì người ta gọi là cũng làm ra để gọi là rửa váy hoặc là để các cái đồ lặt vặt của gia đình nhà nào thế Thật ra mà nói thì mà... tận dụng. Vâng, để tận dụng. Thế chứ cũng không phải là là ở mình cố ý xây nhà thế cửa ở đây rồi bây giờ là phải tháo rỡ cái gì nó mang tính cấp bách nữa. Qua thực tế khảo sát tại phường Đức Xuân, khu dân cư tổ 9B có 4 lối thoát hiểm phục vụ cho hơn 120 hộ dân đang sinh sống. Tuy nhiên 2 phần 3 lối thoát hiểm đã bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Tại tổ 8B có tới 65 hộ lấn chiếm vì mục đích cá nhân, vì mưu sinh. Ở tổ 11B, phường Sông Cầu cũng có 54 hộ lấn chiếm lối thoát hiểm. Theo chuẩn xây dựng, đối với mỗi khu dân cư, lối thoát hiểm phải có bề rộng ít nhất là 2 m để phục vụ cho việc thoát hiểm và công tác chữa cháy cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm diễn ra thường xuyên với nhiều hình thức khác nhau. Điều này gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chức năng và gây nhiều hệ lụy khó lường. Trước thực trạng nghiêm trọng về việc lấn chiếm đất công, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Cạn đã yêu cầu các xã phường tăng cường công tác quản lý đô thị, xây dựng kế hoạch giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, lấn chiếm lối thoát hiểm, tập trung chủ yếu tại các phường nội thị để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và thuận lợi cho công tác tháo rỡ các công trình vi phạm các phường đã chủ động chỉ đạo các tổ dân phố tích cực tuyên truyền vận động do đó nhiều hộ vi phạm đã tự ý tháo rỡ còn lại các hộ chưa chấp hành việc tháo rỡ các công trình vi phạm dù tốn về nhân lực vật lực đặc biệt là kinh phí nhưng các phường đã kiên quyết thực hiện với phương châm tháo rỡ đến đâu sạch đến đấy những mái tôn, đường ống dẫn nước hay những thanh sắt được hàn chắc chắn vào tường tại lối thoát hiểm tổ 8B, 9B, phường Đức Xuân và tổ 11B, phường Sông Cầu được thực hiện tháo dỡ cơ bản đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà con khu phố. Bởi trước đây, lối thoát hiểm này đã bị một số hộ tự ý chiếm dụng, rào sắt, quây kín để tận dụng cơi nới làm nơi sinh hoạt. Nay được trả lại hiện trạng ban đầu và trở nên thông thoáng là điều đáng mừng, đáp ứng được nguyện vọng của nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực này. Đây là một trong những lối thoát hiểm đã được Ủy ban Nhân dân Phường Đức Xuân và Phường Sông Cầu phối hợp với đội quy tắc thành phố cùng các lực lượng liên quan khác thực hiện tháo rỡ dứt điểm trong thời gian qua. Bà con nhân dân là hoàn toàn ủng hộ bởi vì đây là đường thoát hiểm của nhà nước quản lý mà mà cũng để dành cho về vấn đề tức là cứu hộ cứu hỏa sau này nếu xảy ra Thế nên là được sự đồng tình nhất trí cao của đông đảo bà con sự cố cháy nổ do bịt lối thoát hiểm tại nhiều tỉnh thành trong cả nước gây thiệt hại về người và tài sản là bài học đắt giá về ý thức kém của một bộ phận nhân dân chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân do đó việc dẹp bỏ các hành vi lân chiếm lối thoát hiểm là việc hoàn toàn đúng đắn của cấp ủy chính quyền để lập lại công tác quản lý hạ tầng đô thị do đó trong quá trình thực hiện địa phương đã bám sát các văn bản hướng dẫn các cấp để thực hiện đồng bộ chắc chắn và có phương án cụ thể về chống tái lân chiếm trong đó cơ bản là phường sẽ giao lối thoát hiểm cho tổ dân phố quản lý, lấy việc giám sát giữa các hộ gia đình là chính. Nếu trường hợp nào tái lân chiếm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Chúng tôi tập trung vào là đề nghị các hộ gia đình là tự giác tháo dỡ và đến thời điểm này thì bà con ý thức cũng rất là cao, cũng ủng hộ theo cách chủ trương của địa phương cũng như cấp trên là đảm bảo cho khu dân cư nó an toàn, tránh trường hợp bị cháy chập xảy ra. Dựa vào tình hình thực tế hiện nay, các phường xác định lấy công tác tuyên truyền, vận động làm trọng tâm để người dân chủ động xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp và an toàn. Đồng thời cũng kiên quyết xử lý và đảm bảo nguồn kinh phí để huy động lực lượng tháo rỡ các công trình vi phạm tại các lối thoát hiểm còn lại trên địa bàn để tránh những nguy cơ cháy nổ ngay tại khu dân cư. Quý vị khán giả vừa xem xong trang truyền hình thành phố Bắc Cạn số tháng 9 năm 2019 phát trên sóng truyền hình của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Cạn cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại